Ngày hôm nay mình xin mang đến cho các bạn một cái video thú vị, đó chính là cách làm YouTube bán content dành cho những người làm biếng mà vẫn có thu nhập ổn định về lâu về dài. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sứ giả YouTube Trần Sĩ Tâm. Ngày hôm nay mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi gặp lại tất cả các bạn. Thì nếu như đây là lần đầu tiên mà các bạn biết đến kênh YouTube của mình, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Trần Sĩ Tâm, người quản lý nội dung trên YouTube CNS Network được YouTube chứng nhận. Các bạn có thể biết thêm thông tin của mình thông qua website trầnsitam.net. Ngày hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn cái cách để mà các bạn có thể làm ra được một video bán content chuẩn chỉ và kiếm tiền từ YouTube về lâu về dài, mà điều đặc biệt rằng là các bạn sẽ bỏ ra công sức rất là ít, không tốn kém công sức, không tốn kém tiền bạc gì cả. Các bạn chỉ việc làm theo hướng dẫn của mình trong video này ngày hôm nay là các bạn có thể làm ra được một cái video bán content chuẩn chỉ để kiếm tiền từ YouTube về lâu về dài. Thì các bạn cũng đã biết là khi chúng ta bắt đầu làm YouTube thì điều đầu tiên là chúng ta cần phải có sáng tạo nội dung. Mà sáng tạo nội dung thì không phải ai cũng có thể sáng tạo nội dung được. Thì trên kênh YouTube Trần Sĩ Tâm và kênh YouTube Sứ giả Trần Sĩ Tâm này của mình thì có đầy đủ các đồ chơi để phù hợp với những người bạn nào yêu thích làm YouTube. Các bạn có thể lựa chọn con đường đi nào phù hợp với các bạn. Ví dụ như là con đường đi sáng tạo nội dung, nếu như các bạn đủ khả năng sáng tạo nội dung hay, hoặc các bạn không có sáng tạo thì các bạn bước sang con đường đó chính là làm bán content. Còn nếu như các bạn mà làm bán content không nổi thì các bạn vẫn có thể nghiên cứu về cách làm re-up thông qua ClamID, hoặc là làm re-up chính thống luôn, các bạn vẫn có thể áp dụng theo những cách mình chia sẻ cho các bạn. Vì vậy mình đã nói rằng trên kênh YouTube của mình đầy đủ các đồ chơi và phù hợp với từng nhu cầu của các bạn. Còn bây giờ thì mình xin chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn làm YouTube bán content ít sáng tạo, làm biếng mà đến tháng vẫn có thể kiếm được tiền từ YouTube ổn định về lâu về dài. Còn bây giờ thì không nói dài dòng nữa, đi thẳng vào vấn đề nha các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ giải đáp cho các bạn cái thắc mắc, đó chính là làm sao để có thể xây dựng một kênh YouTube bán content chuẩn để mà phát triển về lâu về dài. Thì như trên màn hình các bạn đang nhìn thấy là mình có một kênh YouTube, đó chính là kênh Duy Linh Kể Chuyện. Thì cách đây vài tháng trước mình đã dùng cái kênh này để mình hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn bật tính năng kiếm tiền. Và mình cũng dùng cái kênh này để mình chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn kháng nghị khi mà các bạn bị tắt bỏ tính năng kiếm tiền với những nội dung bán content. Và ngày hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn xây dựng một cái kênh làm chuẩn bán content, bỏ công sức ra để làm rất là ít mà kiếm về thu nhập khá là ổn định. Thì như trên màn hình các bạn đang nhìn thấy thì kênh YouTube này phát triển khá là ổn định cho đến thời điểm hiện tại này. Mặc dù là nội dung là không có gì phong phú cả nhưng vẫn kiếm được doanh thu đều đều. Tuy không nhiều nhưng đủ tiền cho các bạn uống cà phê, dẫn bạn gái các bạn đi ăn hoặc là mua sắm cho cá nhân của các bạn rất là ok. Thì như trên màn hình các bạn nhìn thấy là kênh YouTube Duy Linh Kể Chuyện. Thì kênh này bật kiếm tiền vào tháng 11 là được 94 đô là lúc đó mới bật kiếm tiền. Rồi đến tháng 12 là làm nội dung bán content này thì đã được 244 đô. Và đến tháng 1 là doanh thu cao nhất, đó chính là gần 400 đô. Nhưng mà bị tắt bỏ nên kiếm tiền và mình đã bật kiếm tiền trở lại. Và bây giờ hiện tại là tháng 2 các bạn đang kiếm được bao nhiêu đầy tiền ha. Và tháng 3 đang diễn ra. Vậy làm cách nào để chúng ta làm những cái nội dung mà bán content giống như thế này, ít bỏ công sức nhưng vẫn kiếm được thu nhập ổn định. Các bạn làm được nhiều kênh thì thu nhập của các bạn sẽ càng cao. Có nghĩa rằng là chúng ta bỏ công sức ra để xây dựng một cái kênh này rất là dễ và ít tốn kém tiền bạc, kinh phí. Chúng ta chỉ bỏ ra một chút công sức mà thôi. Vậy bây giờ cách xây dựng nó như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cách mà người ta làm ra được những cái video giống như thế này để đăng lên kênh chuẩn chỉ mà kiếm được tiền trên YouTube hợp lệ là như thế nào nha. Đầu tiên là mình sẽ bấm vào file nha. Ở đây các bạn sẽ thấy nè, có một cái file audio, một cái intro và một cái thumbnail là hình thu nhỏ cực kỳ là bắt mắt. Và tiếp theo là một đoạn văn bản kèm theo là câu chuyện. Và cuối cùng đó chính là video gốc. Thì đầu tiên mình sẽ cho các bạn biết là các bạn cần phải chuẩn bị như thế nào nha. Đầu tiên là các bạn sẽ đi quay một đoạn video gốc
giống y trên màn hình các bạn đang nhìn thấy. Một đoạn video gốc nó sẽ giống như thế này nha các bạn, không cần quá đặc sắc, không cần quá cầu kỳ nha. Và tiếp theo, khi các bạn đã có một đoạn video do các bạn tự quay rồi, và tiếp theo là các bạn cần, đó chính là một cái câu chuyện. Các bạn có thể sử dụng câu chuyện tâm linh, câu chuyện tình cảm, bất cứ câu chuyện nào mà các bạn sưu tầm có trên mạng ha. Lát mình sẽ chỉ cho các bạn cách để các bạn kiếm câu chuyện đó nha. Thì ở đây mình sẽ làm một demo để cho các bạn nhìn thấy ha. Thì đây á, là một cái câu chuyện được copy ở trên mạng các bạn, sau đó mang về chúng ta tiến hành chỉnh sửa lại một chút xíu thành một câu chuyện chỉnh chu như thế này, thì không có quá mất thời gian các bạn, rất là dễ để chúng ta có thể làm được nha. Và tiếp theo thì các bạn sẽ cần chuẩn bị kế tiếp, đó chính là dùng cái đoạn văn bản này để biến nó thành cái audio giống như thế này. Các bạn thấy nè, đây là cái audio ha, file MP3. Thì để mà có được cái audio này thì các bạn có thể sử dụng bất cứ con AI nào để giúp cho các bạn là biến văn bản thành giọng nói. Thì thường ở Việt Nam các bạn sẽ có thể sử dụng bất cứ một cái trình chuyển đổi văn bản thành giọng nói nào theo ý thích của các bạn. Thì thường là mình sẽ sử dụng đó chính là trang VB ha. Thì mình xin nói luôn nha, mình không quảng cáo cho bất cứ công ty nhãn hiệu nào. Mình chỉ đánh giá theo chất lượng mà mình đã làm được mà thôi. Các bạn có thể sử dụng bất cứ giọng đọc AI nào mà các bạn thích nha. Thì sau khi mà các bạn đăng ký rồi thì các bạn sẽ truy cập được vào cái trang tổng quan của cái phần mềm biến văn bản thành giọng nói giống như thế này. Thì trên hình các bạn đang nhìn thấy ở bên dưới có rất là nhiều cái file audio mà được chuyển thể từ văn bản sang giọng nói. Thì bây giờ mình sẽ bật một cái cho các bạn xem thử nha. Như cái đầu tiên này nha các bạn. Tường Vi xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý vị đến với kênh Duy Linh kể chuyện. Hôm nay Tường Vi sẽ đọc cho quý vị nghe câu chuyện có tựa đề 7 lần một đêm với cô hàng xóm xinh đẹp, chuyện do Minh Tâm sáng tác và sắp. Thì các bạn đã nghe thử một đoạn văn bản từ cái giọng đọc nhân tạo Tường Vi. Thì ở đây các bạn nhìn thấy nè, còn rất là nhiều giọng đọc khác. Các bạn có thể lựa chọn thoải mái nha, lựa chọn theo ý thích của các bạn. Và bao gồm là giọng nữ nè, giọng nam nè, giọng tiêu chuẩn, giọng cao cấp. Rồi có rất là nhiều ngôn ngữ theo từng quốc gia, các bạn có thể lựa chọn theo ý thích của các bạn. Các bạn muốn làm kênh nước nào các bạn chọn ngôn ngữ nước đó nha, rất là dễ dàng. Và tiếp theo là các bạn có thể điều chỉnh tốc độ nhanh hay chậm ha. Rồi các bạn lựa chọn cái file các bạn xuất ra. Thôi mình không nói dài dòng nữa, đơn giản cách sử dụng rất là dễ dàng. Và bây giờ để mà chúng ta biến văn bản thành giọng nói thì các bạn sẽ cần đó chính là siêu tầm những cái câu chuyện mà có trên mạng, rồi các bạn dịch nó sang quốc gia Việt Nam hoặc quốc gia khác. Thì để mà tìm kiếm được những cái nguồn câu chuyện như thế này để mà chúng ta làm video dạng bán content, ví dụ như là chuyện tình cảm, chuyện ma, chuyện kinh dị vân vân, thì chúng ta có thể sử dụng một cái mẹo nhỏ này. Thì bây giờ mình xin chia sẻ cho các bạn một cái mẹo nhỏ nha. Đầu tiên là các bạn sẽ vào Google Dịch và sau đó các bạn sẽ ghi một cái từ khóa mà các bạn đang muốn tìm kiếm. Các bạn sẽ dịch sang ngôn ngữ tiếng Anh hoặc bất cứ ngôn ngữ nào các bạn thích nha. Và sau đó các bạn sẽ copy cái ngôn ngữ đó và các bạn chỉ việc tìm kiếm những từ khóa mà các bạn vừa dịch sang ngôn ngữ đó. Và bây giờ các bạn tìm kiếm thì các bạn sẽ thấy nè, có rất là nhiều câu chuyện bên nước ngoài được hiển thị ra. Và bây giờ thì các bạn chỉ việc là dịch sang ngôn ngữ tiếng Việt của mình để các bạn dễ đọc hơn. Các bạn sẽ thấy nè, đây chính là những cái câu chuyện tâm linh ma có thật có trên khắp thế giới. Và công việc của chúng ta đi siêu tầm những câu chuyện ma này. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành là copy cái đoạn văn bản của câu chuyện ma này ha. Hoặc là chúng ta có thể dịch sang ngôn ngữ tiếng Việt để chúng ta hiểu nó là như thế nào. Sau khi ngon lành rồi, chúng ta chỉ việc copy nó và chuyển thể văn bản thành giọng nói nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể sử dụng một tuyệt chiêu nhỏ mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Đó chính là các bạn lên trên YouTube và các bạn gõ từ khóa bằng tiếng Anh. Sau đó sẽ ra những cái câu chuyện mà các bạn đang muốn tìm kiếm. Mình ví dụ như là câu chuyện này. And I looked at him and asked, "Did you ever try to scare me when I came home from school?" Thì bây giờ các bạn chỉ việc là bấm dừng cái video. Sau đó các bạn sẽ bấm vào cái bánh răng cài đặt của cái video này. Sau đó các bạn sẽ bấm vào phụ đề và các bạn lựa chọn đó chính là ngôn ngữ tiếng Anh. I'm done asking that question to follow with my story. Once, he said.
Và bây giờ công việc của các bạn đó chính là sẽ sử dụng một cái mẹo nhỏ để dịch cái ngôn ngữ phụ đề tiếng Anh này sang ngôn ngữ tiếng Việt hoặc bất cứ ngôn ngữ nào các bạn thích. Thì bây giờ các bạn sẽ bấm vào chữ chia sẻ, sau đó các bạn sẽ bấm vào sao chép liên kết. Và tiếp theo các bạn sẽ vào trình duyệt web và các bạn gõ từ khóa là Downshot YouTube. Và ở dòng đầu tiên các bạn bấm vào, thì bây giờ các bạn chỉ việc dán cái đường liên kết mà các bạn vừa sao chép và các bạn bấm tải về, thì lúc này các bạn sẽ thấy hiện thị ra, các bạn sẽ dịch sang tiếng Việt để các bạn dễ đọc. Bên dưới các bạn sẽ thấy nè, có rất là nhiều ngôn ngữ. Thì bây giờ các bạn muốn lựa chọn ngôn ngữ nào các bạn tải về á, thì các bạn lựa chọn. Còn cái ngôn ngữ tiếng Việt á, khi các bạn tải về thì sẽ bị lỗi phông chữ nha. Mình khuyên các bạn nên tải file tiếng Anh, file TXT là file test chuẩn nhất cho các bạn. Và khi các bạn mở lên thì bây giờ các bạn sẽ thấy nè, tất cả những cái phụ đề đã được hiển thị ra. Và bây giờ các bạn chỉ việc dịch sang tiếng Việt, vậy là xong. Sau đó các bạn có thể sửa đổi một số từ cho phù hợp với ngôn ngữ địa phương, ngôn ngữ quốc gia của các bạn. Các bạn có thể thêm chút mắm, chút muối cho nó thêm thú vị. Ví dụ như bây giờ, sau khi mình siêu tầm được những câu chuyện về tình cảm giống như thế này, thì bây giờ mình đã viết lại và mình chỉnh sửa một chút xíu, thêm mắm, thêm muối rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành copy nha. Đó, mình copy. Và tiếp theo là mình sẽ dán cái đoạn văn bản đó vào đây nha các bạn. Thì bây giờ các bạn sẽ bấm vào nút mở rộng nè, để các bạn nhìn cho nó rõ ràng hơn ha. Đó, đơn giản, nó sẽ giống như thế này. Và sau đó thì chúng ta chỉ việc đó chính là chuyển văn bản sang giọng nói, vậy là xong. Tiếp theo, các bạn sẽ bấm vào và các bạn tải cái file MP3, cái file audio đó về. Thì nó sẽ giống như là trên màn hình các bạn đang nhìn thấy, nó sẽ giống như thế này nha. Tường Vi xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý vị đến với kênh Duy Linh kể chuyện. Hôm nay thì khi mà các bạn đã chuẩn bị xong video gốc và audio văn bản thành giọng nói rồi, và tiếp theo các bạn chuẩn bị thumbnail cho thật sự là bắt mắt, làm cái kênh YouTube dạng bán content này không phải chủ yếu là do video gốc, video quay, mà là do cái audio nó cực kỳ là hay. Và cái câu chuyện các bạn thêm vào á, các bạn đã biến tấu nó, thêm mắm, thêm muối cho nó đặc sắc á, thì các bạn sẽ làm được kênh chuẩn chỉ và có thu nhập ổn định. Và tiếp theo các bạn chỉ việc biên tập nó mà thôi, rất là đơn giản. Thì khi các bạn làm YouTube thì đôi khi các bạn sẽ trải qua rất là nhiều khó khăn. Các bạn mà có sáng tạo nội dung hay á, thì chắc chắn rằng lên như diều gặp gió khi mà làm YouTube. Còn các bạn mà không có sáng tạo á, thì các bạn phải tìm đường khác để mà các bạn đi, thì các bạn vẫn có thể kiếm được tiền từ YouTube. Đó chính là con đường làm Glam ID nè, làm bán content nè, hoặc là làm re-up. Nó có rất là nhiều thứ để cho các bạn làm. Nhưng ngày hôm nay mình chỉ cho các bạn cái thứ dễ nhất để các bạn có thể kiếm được tiền nhanh, gọn lẹ mà ít bỏ ra công sức. Các bạn có thể nghiên cứu sâu hơn khi mà các bạn đã có thu nhập từ YouTube rồi. Lúc đó các bạn tự động mà đầu các bạn nó nhảy số liên tục luôn. Lúc đó các bạn rất là dễ dàng để có được những sáng tạo mới trên con đường làm YouTube của các bạn. Nên các bạn hãy chú ý xem thật là kỹ video này nha các bạn. Đầu tiên là các bạn sẽ vào phần mềm Kinemaster hoặc bất cứ phần mềm biên tập video nào mà các bạn dễ sử dụng, tiện cho các bạn thì các bạn dùng. Thì thường á, là mình sẽ dùng Kinemaster hoặc là CapCut nha các bạn. Rồi đầu tiên thì các bạn cần lưu ý là các bạn cần tạo ra một cái đoạn intro giống như thế này để mà cho nó nghiêm chỉnh, nó nghiêm túc, các bạn nhìn nó chuyên nghiệp ha. Và tiếp theo là các bạn cần thêm đoạn video mà các bạn tự quay. Nhớ nha, đoạn video các bạn tự quay mà chỉ cần tự quay một cách bình thường thôi, chứ không cần phải quá đặc sắc đâu. Thì các bạn có thể vào kênh Duy Linh kể chuyện để mà các bạn tìm hiểu nha, những đoạn video quay cực kỳ bình thường chứ không có gì đặc sắc cả. Rồi tiếp theo là các bạn cần thêm một cái logo kênh của các bạn vào giống như thế này nha, để mà sau này á, kênh của bạn bị tắt kiếm tiền á, các bạn dễ dàng kháng nghị hơn. Và kế tiếp các bạn cần lưu ý là trong video á, các bạn cần thêm cái tên kênh YouTube của các bạn vào bên trong đây, và các bạn nên để nó ở chế độ mờ như các bạn nha. Đó, chế độ mờ để sau này các bạn kháng cáo khi bị tắt kiếm tiền á, rất là dễ dàng nha. Các bạn chỉ cần coi cái video mà mình hướng dẫn các bạn cách kháng nghị khi mà các bạn bị YouTube cho rằng là các bạn sử dụng nội dung tắt kiếm tiền trên kênh của các bạn, thì các bạn kháng nghị một phát là ăn ngay luôn, nên các bạn cần lưu ý nha. Và sau đó thì các bạn chỉ việc thêm cái âm thanh mà các bạn đã biến từ văn bản sang giọng nói các bạn thêm vào, vậy là xong, rất là đơn giản nha. Mình sẽ cho chạy thử để các bạn nghiên cứu nha. Tường Vi xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn.
Chào mừng quý vị đến với kênh Duy Linh kể chuyện. Hôm nay Tường Vi sẽ đọc cho quý vị nghe câu chuyện có tựa đề Thanh niên bảo vệ đểu cắn và hai cô nhân viên mê trai đẹp. Chuyện tình cảm do Minh Đức sáng tác. Và sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung câu chuyện. Kha là một chàng trai 23. Thì các bạn đã nghe một đoạn mẫu mình vừa cho các bạn xem. Thì các bạn có thể chỉnh sửa lại cái audio này cho nó thêm phong phú, cho nó riêng biệt ha. Bằng cách là các bạn có thể bấm vào âm thanh nè. Sau đó các bạn sẽ điều chỉnh cái độ bén hoặc là cái cường độ nó như thế nào là phù hợp với các bạn thì các bạn chọn nha. Đó là tùy theo thích của các bạn để cho nó mới mẻ hơn. Và tiếp theo thì các bạn sẽ kéo đến hết cái video. Và nếu như cái audio của các bạn mà nó quá dài ha, nó dài nè các bạn thấy nè, và video của các bạn thì nó không có đủ để cho cái audio này, thì các bạn có thể thực hiện một cái mẹo nhỏ mà mình hay làm ha. Đầu tiên các bạn sẽ bấm vào tốc độ nè, các bạn có thể cho nó dài ra cũng được. Thì các bạn thấy những cái nội dung như thế này chủ yếu là câu chuyện mà thôi, chứ không phải là video như các bạn, nên các bạn cần lưu ý. Và đánh vào tầng lớp, đó chính là tầng lớp công nhân, những cái người mà thường xuyên đeo tai nghe các bạn, chứ họ ít có sử dụng, đó chính là xem video. Thì các bạn thực hiện cái cách này rất là hiệu quả để giúp cho các bạn kiếm thêm thu nhập với những cái nội dung mà các bạn ít có sáng tạo. Đơn giản là như vậy thôi. Và tiếp theo, khi các bạn hoàn tất một video rồi thì công việc của các bạn chỉ việc up cái video đó lên trên kênh của các bạn, vậy là xong. Rất là đơn giản nha các bạn. Thì qua cái video ngày hôm nay thì các bạn đã biết sâu bên trong ruột gan của một kênh YouTube làm về nội dung bán content như thế nào và thu nhập kiếm về như thế nào, thì các bạn cũng đã nhìn thấy rất rõ ràng, mình không giấu gì các bạn cả. Thì với 600.000 lượt xem thì kiếm về khoảng gần $200 với một nội dung mà chúng ta ít bỏ công sức ra, chúng ta chỉ cần bỏ ra một chút xíu chất xám để chúng ta làm. Vậy là chúng ta đã có thể kiếm được tiền để chúng ta trang trải cuộc sống hàng ngày và là mua sắm cho cá nhân chúng ta thì rất là ổn định. Ngày hôm nay mình xin tiết lộ một bí mật nhỏ cho các bạn, hy vọng nó sẽ giúp được cho các bạn trên con đường làm YouTube của các bạn về mảng bán content nha các bạn. Thì nãy giờ mình đã mang những kiến thức mình biết được trong khoảng thời gian làm YouTube để mình trải lòng, mình chia sẻ cho các bạn cùng biết. Các bạn thấy video mình hay và hữu ích thì các bạn cho mình xin một like. Còn các bạn nào chưa bấm đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký kênh trước khi bạn rời đi. Ngày hôm nay Trần Sĩ Tâm thật sự vinh dự, hạnh phúc khi được các bạn quan tâm và yêu mến. Còn bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.